Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay trong chương trình Phật giáo và đời sống, thầy chia sẻ với quý vị với cái đề tài tội phước quyết định cuộc đời của mỗi chúng ta. Có nghĩa là mình sống ở trên cuộc sống này, chúng ta có tội hoặc là có phước là do tự cuộc đời mình quyết định, chứ không ai có khả năng quyết định thay mình. Nên nhầm khi á mình bị cái này bị kia xui xui á, mình than trời trách đất, mình đổ thừa người này đổ thừa người nọ, giống như chú trên An Giang á, cái chú nguyện bệnh nặng quá, chú nguyện chư Phật cho chú bớt bệnh, chú làm công quả. Khi vô làm công quả chú bớt bệnh thật, có nghĩa là chú vô chùa, chú sắc thuốc nam, chú uống, chú bệnh gan, chú thấy trong người bình thường này, cái bữa đó là ăn sinh nhật cháu nội, chú về người ta mời uống con ly rượu thôi đó, mà chú chở bệnh lại, có nghĩa là chú chở bệnh rồi chú lên chú nguyện chú giái tiếp thì bệnh chú càng ngày càng nặng hơn, chứ không có được bớt. Do đó chú trách, chú hỏi là tại sao á mà chú lại bỏ hết tất cả ở thế gian rồi, giờ chú đi vô chùa, chú làm công quả mà chư Phật và chư Bồ Tát không có độ cho chú mà để chú hết bệnh. Tại vì á là mình đi lần trước rồi, tức là độ một lần rồi, bệnh gan mà uống rượu vô còn sao độ không nổi. Ở đây á quý vị, chúng ta đừng có nghĩ là cuộc đời mình tội phước do bề trên hoặc là do đấng thần linh nào quyết định, mà tội phước do chính mình quyết định thôi. Do đó mà nếu ai hiểu ra vấn đề này á thì người ta không có than trời trách đất, người ta không trách người này đổ thừa người này, đổ thừa người nọ, đổ thừa người kia, hoặc giả là chúng ta là cầu và nguyện bề trên chư thần chư thánh ban phước lành, hoặc là người ta trách móc trời Phật, trách móc những cái vị chư thần không gia hộ cho mình, vân vân. Mà tất cả những cái tội là những cái mà mình làm khổ cho chúng sanh đó, nó tạo thành cái tội, và chính cái tội đó nó sẽ làm cái quả báo cho mình. Từ đó trong tương lai nếu gặp duyên á thì nó trổ ra làm cho chúng ta khó chịu, nghịch ý, nghịch lòng. Còn nếu mà nó là phước á thì làm cho mình á được vừa ý, vừa lòng. Cho nên á cái điều thứ nhất á, chúng ta phải biết rằng là tất cả những cái gì á mà số phận chúng ta đang có, những cái gì mà ngày hôm nay cái chặng đường mình đã đi qua, mình có được, mình gặp được, mình nếm trải được, thì đây là quả báo của cái duyên nghiệp của mình từ trong tiền kiếp. Cho nên những cái gì mà mình á gọi là cái số phận, những cái gì mà mình gặp phải những ngày hôm nay, những người bạn thân, hoặc là những cái người mà lừa gạt mình, hoặc giả là gia cảnh của mình, hoặc là thân tướng của mình, tất cả những cái gì có được mình đừng có trách ai chứ hết, đó là quả của nghiệp. Cho nên nếu mà ai mà tường tận quả của nghiệp này á, thì khi mà mình sanh ra thế gian này, cái nghiệp nó chi phối mình hết, tất cả từ thân tướng, hoàn cảnh cho đến tâm quả. Tâm nó có hai loại, một loại tâm quả và một loại không phải tâm quả. Trong không phải tâm quả đó là có nhiều loại tâm khác nhau, ví dụ như là tâm di tác, rồi tâm thiện, rồi là tâm ác, rồi tâm vi tiếu, rồi tâm thiền, rồi tâm định, rồi tâm tứ vô lượng tâm, vân vân. Còn tâm quả là cái tâm quyết định của những cái nghiệp mà mình gieo ở trong đời sống trước, bây giờ nó hình thành lên cái tâm mình trong đời sống ngày hôm nay, thì đó gọi là tâm quả. Còn hoàn cảnh, tất cả các hoàn cảnh gì mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta gặp phải đều là quả của nghiệp. Còn tâm của mình á có những loại tâm quả và có loại không phải là tâm quả. Cho nên hai cái sở hữu, mình sở hữu cái mà mình có, trong đó có tâm và những cái hoàn cảnh khác nhau. Cho nên á mình những cái gì mà mình nếm trải được qua, mà mình gọi là định mệnh hay là số phận của mình, đó là quả của nghiệp. Có một số loại tâm là tâm quả của mình. Cho nên những ai mà mình gặp á, đó cũng là quả của nghiệp. Những hoàn cảnh xung quanh cũng là quả của nghiệp. Những cái gì mà nó cấu tạo trên cái thân mình á cũng là quả của nghiệp. Bây giờ ví dụ nha,
người ta lỗ mũi cao đây nè, mình lỗ mũi thấp na tẹt à. Người ta miệng thì trái tim, mình miệng trái ấu. Người ta răng cười như hạt bắp, mình răng cười như là hạt chôm chôm. Người ta trắng là như là bạch tiết, còn mình cũng như là bảy chú lùng. Cho nên những cái gì mà trên thân mình có được ngày hôm nay, từ tóc, từ dáng đi, dáng đứng, nụ cười, giọng nói, cái răng, cái chân, cái móng tay, làn da, vân vân, tất cả đều là quả của nghiệp. Mình tính đâu, những cái đó đó là do cha mẹ di truyền mà có. Có nghĩa là do cha mẹ của mình đó, rồi di truyền lại mà có. Cho nên đôi khi mình xấu xấu, mình trách cha trách mẹ, trời ơi người ta sanh con đẹp quá trời, sao ba mẹ sanh con xấu dữ vậy nè. Ví dụ gì đó, tức là mình đổ thừa, đổ thừa cho cha mẹ mình á, là tạo ra cái thân tướng này. Thực ra cha mẹ nào sanh con không muốn cho con đẹp, đúng không? Nhưng mà tại vì nhầm khi cha mẹ đẹp sanh con xấu, nhầm khi cha mẹ xấu sanh con đẹp, thì ở đời các nhà khoa học y học á, ta nói gọi là biến dị gen. Tức là những cái cặp danh chọi danh lặng á, nó sẽ biến dị trở thành những cái cặp gen khác nhau. Như vậy á, thì mình cứ ngỡ rằng là chúng ta do gen di truyền, do biến dị gen, do đột biến vân vân, chúng ta mới thành ngày hôm nay. Nhưng mà cái đó là cái hình tướng ở trên thôi, còn bí mật tiềm tàng ở phía bên trong, đó là quả của nghiệp. Tướng của mình là quả của nghiệp, nên mắt một mí, hai mí, hay là tướng sang, tướng không sang, tướng đi hàng một, tướng đi hàng hai, lùn hay cao, da trắng hay da đen, sang trọng hay là không có sang trọng, vân vân, tất cả đều là quả của nghiệp. Mình, thân tướng mình là sản phẩm của nghiệp. Cho nên cái gì chúng ta có, thân này chúng ta có, đó là sản phẩm của nghiệp nhân mà mình đã gieo. Nên ngày hôm nay chúng ta xuất hiện thế gian này, đi theo tâm tục sanh đó, thì nó trở thành là cái nghiệp quả trên thân tướng của mình. Cho nên chúng ta hãy vui vẻ với cái nghiệp quả của mình đi. Tức là những cái gì mà mình có, nhằm khi nó xấu quá thì người ta sửa, người ta chỉnh lại cũng được, không sao hết trơn á quý vị. Chứ không phải là chúng ta không có chấp nhận nó. Những cái gì là sản phẩm của mình phải chấp nhận chứ. Tất cả gì ta có cho là định mệnh, đó là quả của nghiệp hết. Những chặng đường mà người ta đi qua, những cái gì mà người ta gặp phải đều là quả của nghiệp. Biết vậy rồi đừng có trách ai á. Có trách hãy trách chính mình. Ngày xưa không biết Phật pháp sớm hơn mà làm những điều đúng hơn. Ngày xưa chúng ta không cố gắng nỗ lực tu hành để mà cho được ngày hôm nay chúng ta có tướng đẹp nguy nga lộng lẫy. Ví dụ như ngày xưa sao không đem bông cúng Phật, ngày xưa sao không tu với tâm từ bi quan hỷ, ngày xưa sao mà mình không trang hoàng điện Phật, mình đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, để cho ngày hôm nay thân tướng được đẹp. Chứ có đâu như ngày hôm nay mình nhìn mà mình tính đâu ma nhát luôn á. Nhằm khi lâu lâu không nhìn gương á, nhìn lại cái thấy mặt mình, trời ơi giật mình luôn. Nhằm khi sôi bóng mà xuống đáy nước á, sôi xuống một cái một nó giật mình té té giếng luôn. Đó quả nghiệp, nghiệp quả mình thôi, đừng trách ai hết. Rồi những cái gì mà xung quanh mình có, người ta thấy những cái hoàn cảnh xung quanh á, mình thấy người ta mắc ham lắm. Ví dụ có người á là người ta tôn trọng, có người á là người ta tôn kính, có người người ta đối xử á rất là như bát nước đầy. Còn mình tại sao á, người ta ghìm mình, ta ghim mình, ta gút mình, ta đối xử mình như bát nước mà uống cạn luôn, không còn miếng nào nữa chứ đừng nói đầy. Rồi á là người ta tách mình ra khỏi cái tập thể đó. Rồi á, người ta lại không có thương mình, người ta không có giúp đỡ mình, người ta không thông cảm cho mình, dầu cho mình sai có chút xíu nữa, chuyện bé ta xé ra cho nó to. Rồi á, là người ta nói này nói nọ mình, không có cái gì mình làm mà người ta đồng ý hết. Rồi mình ngồi, mình than thân mà trách phận. Đó là quả của nghiệp đó. Cho nên trong những cái trường hợp này nè, trong trường hợp mà người ta sống á, mà những người khác không có đồng ý với mình, người ta không thương mình, người ta không giúp đỡ mình, người ta không hòa đồng mình, người ta không chấp nhận những cái gì mình đang có,
Cái đó chúng ta đừng bao giờ tỏ thái độ với người xung quanh, tại vì đó là sản phẩm của mình, đó là quả của nghiệp những cái gì mà mình gặp phải. Cái người khôn á, người ta không có trách đâu, mà người khôn người ta sám hối, ta lại Phật ta sám hối rất nhiều. Và người khôn á, người ta tập cách ứng xử. Và người khôn nữa đó thì người ta tập phát lòng từ bi thương yêu mọi người, tại vì tất cả quan gia trái chủ đều quá giải lòng từ bi. Cho nên á là người ta sống hòa đồng. Cái thứ nhất, sống hòa đồng là mình phải chịu lép rồi đó, phải chịu hẹp đó. Cái thứ hai nữa, âm thầm ngày đêm sám hối cho nó thật là nhiều, để nó tiêu đi, dơi đi những cái nghiệp mình âm thầm nha. Tức là mình âm thầm thôi, mình sám hối nhiều đi. Rồi á là mình tập cái thái độ sống với mọi người, có nghĩa là thái độ tương tác. Nhằm khi mình nghĩ mình cao quá, nhằm khi mình nghĩ mình là thông minh quá, nghĩ mình giỏi quá, thôi mấy người này không có nhầm gì thôi, mấy người này thôi là đâu nhầm gì tôi đâu, làm gì được tôi chứ. Đừng có nghĩ như vậy. Tất cả các cái trong cuộc đời này đều có cái sự tương quan qua lại với nhau hết á. Nếu mình sống tốt với người ta thì trước sau gì ta cũng hiểu người ta sống tốt lại mình. Chứ đừng có bao giờ mà mình than thân trách phận. Rồi thứ nhất á là mình mặc kệ, thứ hai là chúng ta có cái thái độ không đồng ý, không hài lòng với những cái xung quanh làm ta dở. Cho nên thứ nhất á, gặp những cái trường hợp đó mình sám hối. Cái thứ hai nữa là mình phải sống hòa đồng. Cái thứ ba, hãy khởi tâm từ để hóa giải những cái quan gia trái chủ trong cuộc đời, thì tự nhiên những cái xung quanh mình, hoàn cảnh nó sẽ tốt đẹp lên. Quý vị làm đi, không tốt đẹp thì thua gì cũng thua hết trơn á, nó sẽ tốt đẹp hơn. Đó là thái độ chân thành của mình đó. Đừng có bao giờ nghĩ người ta thấp hèn rồi mình không chịu hạ mình. Mình biết á là cái gì á mà nó sâu á thì nó gom tất cả các nước về ở nơi đó. Còn cái gì cao á là nước nó chảy ra hết à. Nên càng cao càng trơ trọi, càng thấp càng quy tụ. Nên người ta á mà hài lòng với mình, người ta quay gì với mình á thì cũng đạo lý đó đó. Cho nên mình hãy hạ mình xuống. Mình cho cái tâm mình nó khiêm hạ, mình nghĩ rằng mình không lạ gì cả. Tất cả cái ở trên đời này, mình làm được cái này người ta làm được cái khác, cho nên mình không lạ gì cả. Mình đừng nghĩ mình cao siêu to tát lắm. Con người mình yếu đuối tầm thường thôi. Những cái mình làm, những cái mình hiểu, những cái mình học được cũng chẳng qua rất là nhỏ nhoi thôi. Cho nên những cái gì mà xung quanh mình là quả của nghiệp, nên tội phước quyết định do cái đời trước của mình và quyết định do đời này của mình. Đó là thái độ ứng xử, hành động, lời nói, ý nghĩ, tâm. Tức là tất cả những cái đó nó tạo nên một cái dòng nghiệp của quá khứ. Tất cả những cái đó nó tạo nên cái dòng nghiệp của hiện tại. Dòng nghiệp của quá khứ thì nó là quả hiện tại, dòng nghiệp của hiện tại đó là quả của tương lai. Mình tin chắc điều đó, những cái gì nó cũng đền đáp chứ. Dù như mình làm đó, như mình học, ráng cố gắng mình học thì mình sẽ có bằng cấp tốt. Ví dụ như mình vô một công ty, một xí nghiệp, một cái nơi á, mình làm rất là chân thành, mình đừng có đo lường công sức gì hết á, thì một ngày nào đó ta sẽ đền đáp xứng đáng lại với công của mình. Là người ta sẽ bố trí mình vào những cái trọng trách, người ta tin tưởng mình, người ta thương yêu, người ta giúp đỡ mình, là tại vì mình đã hy sinh cho mọi người. Nhưng mà có những người hấp tấp lắm, mới gieo nhân à, muốn gặt quả liền. Là trời, tôi làm vậy mà sao không ai đền đáp lại cho tôi cái gì? Đền đáp nó phải gặp quả, có thời gian, phải đợi từ từ, chứ không phải là gặp quả nó có liền đâu. Mới trồng cái cây, mới nhú lên có chút xíu đây, mình kêu chỗ quả. Nó có chỗ cái quả nữa, quả mà nhú đây ăn cái gì? Nó đâu ngon. Mà cây trưởng thành, cây to, cây lớn, nó chỗ quả đó mới ngon, đúng không? Chứ còn mình mới gieo hôm qua bữa nay mình muốn cái quả rồi, thì quả nhiêu lên cây có bao nhiêu đây, thì cái quả nó ba lớn, nó có tốt gì đâu ăn. Cho nên thường á, mình làm cái mình tính nghĩ mình làm cái là nó được liền, thì cái mình được liền không là bao hết. Cho nên á, chúng ta hãy làm thật nhiều để cho nó cái cành lá xum xê, cho cây nó thật là nhiều, thật là lớn đi, rồi lúc đó cái kết quả nó mang đến cho mình, nó đem lại cho mình đó rất là mỹ mãn. Bởi vì tin đi, trong tất cả các cái trường hợp ở trong cuộc đời này, mình tu cũng vậy đó.
mỗi đêm ráng ngồi thiền, ráng niệm Phật đi, trì chí, ngồi trì chí, ngồi hoài, rồi nghe pháp hoài tự nhiên khai thông, ngồi thiền hoài tự nhiên nó mở trí, niệm Phật hoài thì tự nhiên lòng tin mình dâng cao, mình có thể hóa giải những được cái phiền não, rồi chân thành hoài từ từ người ta hiểu, người ta thương mình, siêng năng hoài tự nhiên người ta kính trọng. Nhầm khi mình không phải học cao gì hết á, mà tự nhiên mình siêng năng người ta kính trọng mình á, đâu thử coi mình siêng năng mình làm lụng đâu đó đàng hoàng, là ngăn nắp đâu đó đàng hoàng hết, có ai dám khi dễ mình không? Rồi mình sống tốt với mọi người thì mọi người thương yêu mình. Không bao giờ mà mình sống tốt mọi người mà mọi người ghét mình được chứ á. Chỉ có mình chảnh, mình trẻ, mình tự hào, tự cao, tự mãn khi dễ người ta, thái độ sống không ôn hòa. Cách thức sống của mình á là nép mình, khép mình, thì lúc đó người ta mới có sự tương tác lại với mình bằng cái ngược chiều. Chứ nếu mà mình sống một cái cách ôn hòa đối với những người khác, vui vẻ, siêng năng, học hành, tu tập chuẩn đàng hoàng thì người ta có thương yêu, ta giúp đỡ mình không hết nữa. Cho đó cái thứ nhất, những cái gì mà nó tồn tại xung quanh mình thì cái đó là quả của nghiệp. Những cái gì mà là thân tướng của mình, đó là quả của nghiệp. Còn những cái gì mà tâm quả của nghiệp, nó tâm quả của nghiệp đó là thức, là tâm quả của nghiệp. Có nghĩa là cái biết của mắt, biết lỗ mũi, biết của tai, biết của thân, biết được của cái lưỡi, đó là quả của nghiệp đó. Sao mà người ta mở mắt ra ta nhìn toàn là những cái vừa lòng, mà mở mắt ra mình nhìn toàn cái nghịch ý, đó là quả của nghiệp, gọi là tâm quả, là thức. Thức là một loại tâm quả. Cho nên á, nếu người nào gieo ở trong kiếp trước gieo những điều tốt đẹp thì ngày hôm nay thức họ nhạy lắm, họ biết toàn là những cái tốt đẹp, những cái vừa ý, cái vừa lòng không à. Còn nếu mà ở kiếp trước chúng ta gieo toàn là những điều ác thì bây giờ á, chúng ta biết không có vừa ý, không có vừa lòng. Những cái biết của mình đó là làm nghịch ý, nghịch lòng không à, không có gì vừa ý vừa lòng hết trơn á. Cái điều thứ hai, không có gì ở trên đời này, không có gì may mắn hết trơn á. Tức là đời đó chúng ta là cần những yếu tố may mắn đúng không? Thực ra may mắn đó là duyên thôi. Chứ thực ra may mắn nó không phải là may mắn như mình nghĩ, không phải là xui hên như mình nghĩ, không phải là không có đóng góp gì, không có làm gì mà tự nhiên nó có. Nên cái yếu tố may mắn mình nói ở đời đó, yếu tố may mắn tức là cái duyên nó trổ ra đúng lúc thôi, chứ không phải may mắn là một cái mà mình nghĩ rằng nó đến cách ngẫu nhiên tự nhiên là không phải. May mắn đó là quả tốt lành nó trổ ra đúng lúc đó đó, thì người ta nói là may mắn đó, chứ không phải là may mắn là ngẫu nhiên. Nên nó thiết ngẫu nhiên ở trên đời này, chúng ta đừng nghĩ là thiết ngẫu nhiên, cái đó là gặp may thôi, cái đó là gặp may thôi, hên thôi, là người ta nói theo dân gian. Nên nhầm khi hên, người ta cho 10 câu đi thi, học đúng có 1 câu mà ra ngay bóc luôn câu đó, thi điểm cao nhất luôn. 9 câu kia mà phải ra cái là chiến dịch lộn mày, chiến dịch ung mày. Nhưng học đúng câu đó mình là trời ơi may quá, may còn gì nữa. Đi vô rừng, 5 đường kia có cọp mà đường này không có, mình đi đúng con đường này mà không biết đường nào đi đúng đường này, người ta là may. Thật ra đó là cái duyên lành, đó là cái quả tốt mà mình đã gieo trong kiếp trước. Bây giờ chính nó trổ quả đúng lúc đó, nó sẽ dẫn mình đi đúng cái quả của nó, mà nó trổ đúng cái sự việc đó, nên ta gọi là may. Nên nhầm khi cuộc đời của mình có rất là nhiều điều may mắn, thi đại học á, 5-6 trường thi mình sợ rớt, mình lựa cái trường thấp điểm lè tè mình thi, nó đậu. Đậu xong mấy năm sau, cái ngành mà có trường lè tè đó trở thành hot nhất bây giờ, mà mấy cái ngành kia nó lại không hot. Nên mình đó, học cái trường điểm rất thấp mà ra mình lại làm rất ngon, là tại vì lúc đó cái ngành đó lại là ngành ngon.
Giống như thời thầy học á, cái ngành môi trường thấp điểm, nhưng mà sau khi ra trường á thì ngành môi trường được đi du học, được làm ship làm lớn, nói chung là công việc thuận lợi á. Mấy nghề kia đông người quá là phải cạnh tranh khốc liệt, còn nghề này ít người nên cạnh tranh không khốc liệt nên dễ làm hơn, dần dần mình thấy không. Ta nói là trong cái xui nó có cái hên, trong cái rủi nó có cái may, là chỗ đó đó. Giống như là trong ngày xấu thì có giờ tốt, mà trong giờ xấu thì có cái phúc tốt. Nên trong cái tháng tốt thì có ngày xấu, mà trong cái tháng xấu có ngày tốt. Trong năm xấu thì cũng có tháng tốt, mà trong năm tốt cũng có tháng xấu. Cho nên không có cái gì mà nó toàn diện hết trơn á. Cho nên có những người nói là sao năm nay tôi xui lắm, tôi không dám đi đâu hết trơn, tôi không dám ra đường. Nhằm khi năm xui nó có giờ hên, còn nhằm khi năm đó là năm hên của mình đó, mà nhằm khi giờ xui thì sao. Cho nên có cái câu chuyện cái ông này nè, ổng mày có cái cô con gái, thì ông thầy bói, ông mới bói cô con gái ổng á là dứt phát trong năm nay bị trâu chém, cái số cô này bị trâu chém. Cái ổng nghe nói gì đó, ổng mới cất cái nhà lầu, lầu ba luôn, cái lầu á ba tầng. Rồi đầu ổng mới rút thang hết ở tầng dưới chống lỏng hết, có bốn cái trụ lên thôi, cho con ổng ở trên đó hòm cái cọng dây xuống tiếp tế đồ ăn thôi, lên lên con trâu sao lên tới trên lầu đó chém. Ổng là cho giỏi mà trâu chém năm nay ha, là ổng làm lầu vậy nha, nhốt đứa con vậy đó. Đứa con thì cũng nghe vậy đó, thì cũng chịu ở trên đó để cho qua cái năm xui năm gửi này nè. Vậy mà tới ngày cuối năm rồi đó, cái cô này là 30 Tết đó, nên cổ mà kiếm cây cây lược á, cổ chải tóc, cổ đang chải cổ đi ra đi tới lui coi người ta đốt pháo á, cổ đi tới đi lui 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 xong mà có chợt cổ té, đi dấp á, dấp ở dưới đất cái chợt té cây lược đâm vô đầu, té đập vô trong vách tường, lược đâm vô đầu, mà cái lược đó làm bằng sừng trâu. Cái lược sừng trâu á, ngày xưa người ta lấy sừng trâu người ta làm lược á, người ta cài, rồi nó đang chảy nè, nó nhọn nhọn, nó đang chảy, té cái nó sốc vô. Nè, quý vị thấy không? Cho nên ở trên đời này nhầm khi á, cái nghiệp nó tới là không phải là hên xui, mà đó là do duyên nó đủ. Cho nên tất cả những gì á mà chúng ta cho rằng đó là may mắn đó, thực ra đủ duyên thôi à, đủ duyên đến đúng cái lúc đó đó, nó sẽ chi phối được tất cả những cái xung quanh. Cho nên á mình cầu may chứ thực ra là mình cầu duyên, chứ không phải là cầu may. Cầu cái duyên lành nó đến đúng lúc đó, chứ không phải là mình cầu may là sẽ có một sự may mắn gì thần linh ban cho mình, hoặc là giả là ngẫu nhiên. Chúng ta quan niệm may mắn á, thứ nhất là thần linh ban cho mình, hai á là thuyết ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên nghĩa là tự nhiên nó đến, tự nhiên đến đó là ngẫu nhiên, hoặc là một vị thần linh nào ban cho mình. Thấy tội nghiệp, mặc tội tội rồi ha, nên mình cứ nghĩ gì không mà nên niệm Phật mà cầu nguyện rồi đó. Niệm Phật cầu xin đó là mặt mình tội dữ lắm, trời nhịn mặt lên thấy là muốn độ liền luôn đó. Mặt nó buồn xuống ha, hiền xuống ha, trời bình thường dữ lắm, chửi người ta không mà xỉ xỉ lọt trọng mắt ta luôn, mà giờ á là bắt đầu hiền xuống ha, mình cầu nguyện cái gì đó mình lên mặt Phật mình cầu nguyện Nam Mô A Di Đà Phật độ cho con, trời thấy mặt tội dễ sợ, hiền dễ sợ luôn đó. Mình tính đâu á là mặt mình tội tội á thì là Phật thấy tội nghiệp Phật độ. Mình nghĩ là mặt mình tội tội á các vị thần linh á là độ, nhưng mà không phải vậy, nhớ không có gì. Chư Phật, chư Bồ Tát, chư thần linh dĩ nhiên có độ, mà không phải ai cũng độ, mà không phải trường hợp nào cũng độ, tùy duyên. Nghĩa là đủ duyên lúc đó đó các ngài độ, do các ngài là mình cảm ứng được á, cái tâm mình cảm ứng được đó, các ngài độ bằng thần lực. Thần lực không thể cứu được nghiệp lực. Bây giờ ví dụ như mình bị bệnh phải không, bữa đó cái tâm mình á chân thành lắm, mình cầu nguyện Đức Phật gia hộ, thì Đức Phật ngài từ bi gia hộ cho mình hết bệnh. Nhưng mà hết lần đó hay lần khác sẽ bệnh, mà lần khác mình mất cái tâm đó rồi, cho nên á là không có khế hợp nữa, nên không có độ như mọi lần nữa. Chứ không phải là lần nào cũng độ đâu, tùy vào cái tâm mình á, tâm mình tha thiết, tâm mình mong cầu, tâm mình tha thiết, năng lễ sẽ lễ, tánh không tịch mà. Do đó mà mình cùng tần số
đối với chư Phật, chư Bồ Tát, thì các ngài gia hộ cho mình. Còn ngày hôm nay, cái ngày hôm sau mình cầu nguyện đó, cái tâm mình tâm khác, phải tâm đó nữa. Cho nên không cảm ứng nữa, không cảm ứng được á, thì không có là tương thích với cái thần lực của chư Phật, chư Bồ Tát. Cho nên đó quý vị á, không phải là lần nào chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin là đều đạt được đâu. Và có người xin được, có người không xin được. Thần lực giống như mình có sức mạnh nè, bây giờ ví dụ như mình nhờ người ta giúp, mình nhờ người ta giúp đỡ, thì ví dụ như mình khiêng đồ nặng nhờ người ta giúp đỡ, thì người ta cũng phải mạnh người ta mới giúp đỡ được mình chứ, người ta yếu á sao mà người ta giúp được mình chứ, phải không? Mình mạnh mình lực á thì người ta mới giúp được mình chứ, là người ta yếu người ta sao người ta giúp được. Đang này cũng vậy, người ta cầu nguyện á, các vị thần phải có thần lực, chư Phật á thì là có thần thông, chư Bồ Tát có thần thông, chư La Hán có thần thông, chư thần có thần lực thì mới giúp đỡ được mình. Nhưng mà thần lực, thần thông cũng không qua được nghiệp lực. Nghiệp lực là cái mạnh nhất. Nghiệp lực thì nó lôi mình mãi mãi, mỗi lúc mỗi nơi. Còn thần lực, thần thông á thì nó chỉ có giới hạn thôi. Ví dụ như lúc này người ta giúp, lúc khác ta không giúp. Trên nên nghiệp lực nó mới là đẳng cấp. Còn tất cả các cái thần lực, thần thông á thì nó chỉ giới hạn thôi, chứ nó không phải là mãi mãi. Cho nên người ta sửa là sửa gốc, từ trong gốc của nghiệp mà ra, chứ không phải là người ta sửa từ cái nơi mà có thần lực, thần thông nó sẽ đạt được. Mình tính đâu á là mình có thần thông, mình sẽ đạt được cái này, mình làm được cái kia. Dĩ nhiên có thần thông sẽ làm được cái này, làm được cái kia. Nhưng mà thần thông á là giả thôi, chứ nó không phải là thật. Cho nên người ta dời ngọn núi này đi chỗ khác, còn người ta cũng phải dời trả lại chỗ cũ. Hoặc là chúng ta không sử dụng thần thông nữa thì ngọn núi đó cũng dời lại chỗ cũ. Quý vị hiểu không? Chứ không phải là cái thần thông mình dời ngọn núi đó thì ngọn núi đó là đi luôn như vậy. Ví dụ như ở đây á là có núi Ngũ Hành Sơn đi, thì dời cái ngọn núi Ngũ Hành Sơn dùng thần lực dời đi chỗ khác. Dời xong rồi chúng ta không dùng thần lực nữa thì cái núi đó cũng quay lại về đúng cái chỗ cũ. Nên đó, thần thông thì dời được núi đấy, nhưng mà không phải nó dời luôn. Nếu dời luôn làm mất trật tự thế giới sao? Bây giờ ví dụ nha, người ta có thần thông, người ta đem cái trái đất mình á gần mặt trời cho nó, người ta để cho nó. Vậy thì trái đất gần mặt trời luôn rồi. Lúc đó là trái đất á, nó sẽ như cái cục gạch vậy đó. Nó nướng chín như cục gạch vậy đó thì người mình sao sống? Cho nên cái hành động mà dời cái trái đất lên mặt trời cũng là tạm thời giây lát. À thôi rồi là quay lại ở tại vị trí nó của tự nhiên. Tự nhiên đó là do nghiệp của tất cả các chúng sanh mới hình thành nên cái sự tự nhiên. Mình nói tự nhiên chứ thực ra nó không phải là tự nhiên nữa, mà nó là tác động tất cả nghiệp lực tương đồng của tất cả chúng sanh, gọi là cộng nghiệp đó, nó mới ra cảnh tượng vậy. Ví dụ như trái đất mình nóng dần lên cũng là cộng nghiệp, chứ không phải là tự nhiên mà nóng dần lên. Không có cái trái đất tự nhiên nóng dần lên, mà không phải trái đất tự nhiên mà nó luôn luôn lúc nào cũng có từ 1 độ tới khoảng chừng 40 độ. Không phải như vậy, mà nó phải trải qua nhiều ngàn, nhiều tỷ năm đó. Tất cả nghiệp lực của chúng sanh nó hình thành nên sự sống, chứ không phải là tự nhiên vậy. Bây giờ á, trái đất nóng dần lên, không phải tự nhiên nóng dần lên. Nó có nguyên nhân hết á. Nóng dần lên là tại vì lũng tầng ozone, là tại vì trái đất nóng dần lên, là tại vì hiệu ứng nhà kính trái đất nóng dần lên, là tại vì sao đó, nó có nguyên nhân hết. Người ta nghiên cứu ra nguyên nhân đó, chứ không phải là tự nhiên mà nó vậy. Cho nên tất cả những sự may mắn mình có được không phải là tự nhiên. Mỗi lần mà chúng ta may mắn hay xuất hiện những sự may mắn trong đời thì đó là quả của nghiệp thiện nó đến với mình đúng lúc đó mà thôi. Lúc đó đủ duyên. Nên cái người mà biết là lúc nào đủ duyên thì cái người đó thường hay là hiểu rất là chính xác về nhân quả và nghiệp báo của chính mình. Mà các vị thánh mới làm được điều đó, chứ chúng ta không biết chừng nào đủ duyên chứ nhé. Mình á, ví dụ như mình gieo đây nè, mình làm từ thiện 100 triệu, thì mình nghĩ rằng ở trong tương lai thì chúng ta làm cho nó đủ duyên để 100 triệu nó trổ ra 1000 triệu, 1 tỷ triệu gì đó. Nhưng mà ngặt nổi mình không biết giờ nào đủ duyên chứ nhé. Tại vì một nhân biến thành quả, nó rất là nhiều duyên, nó biến thành quả chứ không phải là một duyên. Mà mình không làm chủ thế giới xung quanh, cái duyên nó chính là thế giới xung quanh, mình không làm chủ được.
tất cả thế giới xung quanh. Cho nên khi mà nó đúng thời á, hợp thời đúng lúc á, tự nhiên nó đến. Là đúng thời đúng lúc tự nhiên nó đến. Nên mình cũng không nghĩ rằng nó đến đâu, mà nó đến, đủ duyên nó đến. Nên ở đây á, là mình phải tin chắc điều đó nha. À, cái gì đủ duyên nó đến, không có duyên là mình ép cỡ nào nó không đến chứ. Cho nên á, mình hãy cố gắng nỗ lực đi, làm mọi điều đi thì tất cả các cái nó sẽ đến với mình. Còn không làm, không nỗ lực thì dĩ nhiên nó không đến với mình. Cái điều thứ ba á, quý vị, là tất cả sự khổ nạn mà mình trải qua, tất cả những sự khổ nạn luôn mình trải qua ở trong cuộc đời này á, thì cũng không phải là do mình xui. Mà tất cả những khổ nạn mình trải qua cuộc đời này, à, đó là cái duyên ác. Hồi nãy sự may mắn là cái duyên thiện, còn mà khổ nạn là cái duyên ác đó. Cho nên những cái mà mình trải qua, những khổ nạn ở trong cuộc đời này, mình tính ra mình xui, người ta sao may mắn không mình gặp xui. Thực ra là người ta gieo nhân thiện, giờ người ta đủ duyên người ta gặp quả thiện. Còn mình gieo nhân ác, giờ đủ duyên gặp quả ác. Chứ đâu phải mình so sánh người ta, nên đừng có bao giờ đem mình so sánh với bất kỳ ai trên đời này cả. Tất cả sự so sánh đều là khập khiễng mà thôi. Chồng ta mới ham, thấy ham, chồng mình sao thấy ghê. Gia đình ta sao thấy ham, gia đình mình sao thấy ghê. So sánh nè. So sánh mình với người khác, so sánh gia đình mình với người khác. Mà mình biết cái người nào nghiệp gì nó đến như thế nào không? Người ta gieo nghiệp gì đến như thế nào không? Và đến lúc nào không? Bây giờ ví dụ như thấy á, là gia đình người đó rất là an ổn, nhưng mình chưa biết đâu, nhằm khi ngày mai nghiệp ác tới. Nhằm khi cái gia đình mình á, thấy không hài lòng, nhưng ngày mai nghiệp thiện nó đến hài lòng thì sao? Bữa nay mình so sánh mình thua người ta, ngày mai người ta so sánh người ta thua mình, vậy ai hơn ai? Thật ra là chỉ là cái duyên mà nó chỗ mà thôi, chứ thật ra không có ai hơn ai gì trên đời này. Đừng bao giờ so sánh với bất kỳ ai, đó là việc sai lầm của con người đấy. Mình đem đi ra so sánh người này tốt, người kia xấu nè, à, vân vân. Tốt là chẳng qua nó tốt với mình thôi, xấu là chẳng qua người ta xấu với mình thôi, chứ chưa sao chắc xấu người khác. Người đó xấu với mình nhưng người ta tốt với người khác. Người đó tốt với mình nhưng người ta xấu với người khác. Mình đừng có là nói người này tốt lắm, nó tốt với mình thôi đó. Tin không? Mà tại sao tốt với mình phải tìm nguyên nhân. Tại sao tốt mình? Nó tốt mình bởi thương mình, hay tốt mình muốn lấy của mình, hay tốt mình nó muốn lợi dụng mình, hay tốt mình á để nó làm gì? Dạ, mình phải tìm nguyên nhân tại sao tốt với mình. Quý vị hiểu không? Chứ không bao giờ cái gì có sự ngẫu nhiên ở trong đó hết á. Mà tất cả đều là nhân duyên, tất cả đều là do con người mình tạo ra ở trên cái tâm và tính toán của những dòng cảm xúc của hành, chứ không phải là tự nhiên cái gì nó ngẫu nhiên nó đến. Nên tất cả những sự khổ nạn mà ta nếm trải, ta trải qua ở trong cuộc đời này cũng không phải là xui xẻo đâu, mà đó là quả ác của nghiệp mà thôi. Nên có lúc á, mà chúng ta xui, có lúc chúng ta gặp hên, à, có lúc chúng ta xui gặp hên, hên nhiều xui, xui nhiều hên, hay hên xui đồng nhau, à, dần dần đó là nó chỗ ra từ từ, từ từ, từ từ. Tại vì quả nghiệp nó chỗ ra có thời gian, nó phải tùy thuộc thời gian. Không có ai mà hên hoài đâu, mà không ai cũng xui hoài đâu. Nó trong cái xui nó có cái hên, trong cái hên nó có cái xui, à, ở trong đó. Cho nên mình hiểu được cái điều đó, nên những cái người mà ta hiểu điều này nè, người ta lặng nhìn nó mà thôi, chứ người ta không có thái độ đối với nó. Tại vì những cái đó người ta đã làm rồi. Nên chúng ta hãy lặng nhìn cái tướng của mình, lặng nhìn cái tâm của mình, lặng nhìn hoàn cảnh của mình. Và người ta lặng nhìn những cái nó xảy ra trong cuộc đời của mình, xui hoặc là hên. Chúng ta lặng nhìn thấy đó là quả của nghiệp. Nhưng mà khi mà người ta gieo á, làm cái gì mới đó, thì người ta phân tích chọn lựa. Chọn cái gì? Chọn điều tốt mới gieo. Giống hệt như á, là à, mình chọn lúa giống vậy đó. À, nói lúa mới nhớ. Bữa hổm này đi xuống quê xin bọc lúa. Mạng chuột như khoái lúa ghê ta.
treo chỗ nào trong phòng á, nó cũng đánh hơi tới, nó xé bọc cắn lủng bọc luôn, mà mình treo mấy cái lớp bọc luôn mà nó biết ở trong có lúa mới là hay á, con chuột nó thính chỗ đó, nó xé lủng bọc luôn, cắn lủng cái bọc nó chui vô trong luôn, hay không? Thầy hâm quá trời luôn mà không cần chưa bắt được. Mở bọc ra thấy ông ngồi trong bọc ở trong á, nhìn mình nhìn liếc qua lại nè, thì tính bắt rồi. Nhưng mà thôi thấy cũng tội nghiệp. Nhầm khi mình có cái để ăn, nó không có cái để ăn nó mới vô ăn, chứ nó có cái để ăn nó đâu có vô đó nó ăn. Hiểu không? Thôi thì đuổi cho chạy ra, lại lần sau vô nữa mới bắt, lần này tha lần đầu. Mà thôi lần đầu á, phạm phải tha, lần sau á mới vô bắt. Phải hâm gì đó mà không biết có nghe không. Cho nên đó quý vị á, là thấy á, là mình à, xui xẻo, mình tính đâu là xui á, có gì không phải đâu. Đó không phải là xui gì chứ. Cái duyên ác nó tới thôi. Mà nó tới liền 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 á, thì người ta nói người ta xui liền liền. Nên cuộc đời này á, có xui hơn là trong cuộc đời. Nhưng mà xui hơn đó là quả của nghiệp đúng duyên, chứ không phải là xui hơn đó là ngẫu nhiên hay là thần linh ban cho. Cho nên nhầm khi á, chúng ta tính đâu là chư thần không thương mình, cái chư thần á, dùng thần lực để à, mà làm cho mình xui. Còn nếu mà chư thần á, thương mình thì sẽ dùng thần lực để làm cho mình hên. Đó là một điều hết sức sai lầm. Trong cuộc sống nó không tồn tại cái đó. Cái gì? Trong cuộc sống nó chỉ tồn tại những cái quả của nghiệp mà thôi. Cho nên những cái gì mà, cái điều mà lương thiện chúng ta đối với người khác, những cái điều lành gì chúng ta làm cho những người khác, thì cái kết quả nó sẽ mang lại mình an vui hạnh phúc, đó là điều đương nhiên. Ví dụ như cái sự lương thiện của mình nha, mình đối với người khác, nhờ những điều lành mình giúp đỡ người khác á, nếu nhiều lần lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, thì tương lai mình sẽ ăn vô hạnh phúc, đó là điều đương nhiên đó. Ví dụ như mình sống với tâm rất là lương thiện, lương là lương tâm, thiện là những điều lành đó. Mình sống với cái lương tâm, tức là tâm lương thiện của mình làm những cái điều lành đến cho mọi người, thì cái an vui hạnh phúc đến với mình cái ngày ở trong tương lai đó là đương nhiên thôi. Không có cái gì mà nó khác được cái điều đó hết á. Cho nên ở trong tương lai mình muốn được an vui hạnh phúc á, thì ngày hôm nay chúng ta hãy sống tâm lương thiện và làm những điều lành. Thì tương lai mình sẽ được an vui hạnh phúc. Với tâm lương thiện là tâm đừng có sống theo tham lam, giận hờn ghét ghen. Nếu có tham lam, giận hờn ghét ghen thì chúng ta phải sám hối cho nó qua. Và những cái điều lành là những cái điều chúng ta hay giúp đỡ cho người khác. Ví dụ như thường hay á, là người ta cần cái gì là mình giúp, mà mình đừng có đứng tên toan tính. Giúp mà không toan tính á, cái đó mới là cái hay. Ví dụ như á, mình giúp mà người ta cần mình giúp, người ta cần mình giúp, người ta cần mình giúp, mà không có toan tính gì trên đời. Chứ không toan tính nghĩa là gì? Làm này có phước nè, làm này mai mốt người ta sẽ trả lại nè, làm này á, mình giúp người ta sẽ giúp lại nè. Thì tất cả những cái đó là sự toan tính trong làm, thì phước báo nó không có lớn. Vì lòng thương yêu mình làm, vì sự hộ trì tam bảo mình giúp đỡ, vì lòng thương yêu mình làm thôi. Chứ đừng bao giờ toan tính cho bất kỳ cái gì cả. Dầu chúng ta sống bất kỳ ở đâu, đừng làm, đừng có toan tính. Toan tính nghĩa là gì? Toan tính thiệt hơn. Mình làm đâu có được gì đâu, mình làm đâu có hưởng gì đâu, mình làm chi? Làm có ai hưởng không chứ mình đâu có hưởng. Mình không làm thì mình cũng ăn ngày hai bữa. Mình ăn không làm thì mình cũng có đủ tiền xài. Vì vậy gì làm? Người ta suy nghĩ đó là toan tính đấy. Người ta đã toan tính, người ta lường công rồi, lường công, lường sức. Bây giờ như người ta tính toán nha, không làm gì hết, người ta cũng phải đãi mình hai bữa à. Mình không làm gì hết cũng có quần áo mặc, không làm gì hết cũng có tiền đổ xăng xe đi. Vì vậy gì làm? Hoặc làm cũng chẳng qua gọi là trả nợ quỷ thần thôi. Đi xuống quơ 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 mấy cái vậy đó rồi lên. Như vậy là toan tính rồi quý vị. Nhưng mà những người toan tính đó sẽ tổn phước ở trong tương lai. Tại vì những cái mình hưởng ngày hôm nay là hưởng cái của người ta, chứ không phải cái của mình đâu làm gì đâu. Thì những cái gì mà mình hưởng là hưởng của người ta hết. Cho nên đó, quý vị đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình ngồi mát ăn bát vàng, mình không làm gì hết mà mình hưởng của người ta. Trách nhiệm của người ta phải nuôi mình đó, người ta phải phục vụ mình, người ta phải làm gì đối với mình đó. Dần dần mình nghĩ đó sai lầm, mà thật sự người ta phục vụ. Nên có nhiều người còn nhỏ thích tới cái chỗ mà người ta là chỗ này nè tu ngon lắm,
mỗi người có cái cốc, tới giờ người ta đem cơm lại cho ăn tối uống sữa nè, sáng sớm á là có là ăn sáng bánh mì pate đồ ha, ngon lắm, rồi tối sữa rồi nó ăn gọi là ngập mặt luôn. Nó là quần áo người ta gom, người ta giặt hết vậy đó, mình chỉ có tu thôi. Quý vị đừng ham. Thật là trên đời nào không ai cho không ai cái gì cả. Người ta phục vụ mình, người ta cho mình ăn uống bằng tiền lao động của người ta đấy. Dạ, người ta nấu cho mình ăn, người ta đem tới cho mình ăn đó, mình không có làm gì cho người ta hết. Mình xài hết phước, xài hết phước, xài thời gian hết phước mình à. Mà khi mình hết phước á, mình sẽ sanh tâm nhàm chán tu tập. Khi mình hết phước á, thì những cái điều xui xẻo nó đến với mình. Khi mình hết phước đó, cho nên đừng có ham, mà hãy lao động đi, hãy làm đi. Tại vì tất cả những cái gì mình làm ra, người này không hưởng, người kia cũng hưởng. Nhất là ở chùa, hoặc là nơi tập thể, hoặc là ở ngoài đời. Tất cả những cái gì mình bỏ công ra mình làm, những cái gì mình phục vụ cho người khác, thì tất cả cái đó đó, nhân quả nó sẽ tính sổ cho mình là giúp đời. Giàu cho người công nhân may giày họ cũng giúp đời đấy, tuy là họ lãnh lương nhưng mà họ đã giúp đời đấy. Có đôi giày ma, giàu cho người làm hồ họ cũng đã giúp đời đó, tuy mà họ giúp mà họ không phát tâm thôi. Nếu mà họ giúp mà họ phát tâm nữa, có nghĩa là gì? Họ phát tâm làm rất kỹ lưỡng. Họ phát tâm á, họ nghĩ là, ví dụ họ may giày, họ nghĩ là người ta mang như mình mang. Họ nấu cơm thì họ nghĩ rằng á, người ta ăn như mình ăn, nên ta nấu rất sạch, chứ không phải quay qua quay lại cọng rau lọt đất lấy để lên bỏ chảo luộc luôn. Thì thấy mấy lần mấy cô bưng mâm đi ra mà dọn mâm chai tăng rồi đó, dọn ra cục chả giò rớt ra ngoài nè, nhìn quanh lại không thấy ai bóc bỏ vô. Thôi nha, chẳng thà lấy cái chén lên lấy đem xuống bếp bỏ dưới, lên cúng chai tăng mà lọt cái nhìn qua nhìn lại không thấy ai bóc bỏ vô, bóc bỏ vô, còn chưa nói tới cái màn nhìn qua lại không thấy ai bóc ăn dụng nữa. À, cái chuyện đó thôi nha, tội chết luôn á. Vua Ba Tư Nạc mà nhìn thấy nguyên một cái tốp ngạ quỷ vô mà cầu cứu á, là cũng tại vì là ăn dụng đó, ăn dụng đồ cúng Phật. À, lấy ăn dụng kiếp sau làm ngạ quỷ. Nên đó quý vị thấy rằng những cái gì mà mình bỏ ra ở trong cuộc đời này với cái sự thiện lương, lòng thương yêu, sự giúp đỡ người khác thì tương lai sẽ là đền đáp. Mình làm đi mình sẽ thấy, đừng có bao giờ mình nghĩ ở trong đầu giàu cho ý nghĩ thôi, chứ không phải hành động là người khác phải phục vụ cho mình. Trường hợp bắt đắc dĩ, cái đó mình làm không được, người khác làm nhưng mình làm chuyện khác mình bù lại. Ví dụ như mình không thể nấu cơm được, cái việc mình làm thể nấu cơm được thì mình hãy cố gắng làm tốt cái việc mình, thì người ta nấu cơm cho mình ăn. Mà người ta không thể làm cái việc của mình, ví dụ như là mình chăm cứu cho người ta phòng thuốc đi, mình chăm cứu cho người ta, thì cái người nấu cơm nhà bếp người ta không chăm cứu được, nhưng mà người chăm cứu người ta không nấu cơm được. À thì đổi qua đổi lại, người này nấu cơm người kia ăn, người kia giúp lại cho đời, phước chia. À quý vị không? Chứ còn ví dụ như mình ở đây ngồi không, đóng cái cửa lại, rồi hàng giờ, hàng ngày ta bưng cơm nước cho mình ăn, à dân dân, trong khi mình có sức khỏe, trong khi có gì mãn đời luôn á, là vậy mình tính đâu á là mình tu nó sẽ ngon. Không, không ngon, thật sự nó không ngon đó. Chỉ cần thời gian là mình tự nhiên mình chán, mình hết phước là cái mình chán. Nên khi mà cái tâm mình á còn niềm tin với tâm bảo, tâm mình á còn nỗ lực tinh tấn tu hành, cái tâm mình á là còn á là lửa để tu á, thì lúc đó mình còn phước đấy. Cho nên những người nào mà lao động càng nhiều, giúp đời càng nhiều, phục vụ càng nhiều đó, khi còn nhỏ đó, đến lớn họ tu mới vững. Tại vì á là họ không có thiếu nợ người khác, cho nên á là họ cái tâm mà chí nguyện phát tâm bồ đề đó với tâm bảo đó họ còn ân nguyên à. Còn người nào mà lánh nặng tìm nhẹ ha, trốn tránh trách nhiệm này, ha, rồi á là sẵn ngồi mát ăn bát vàng, lựa chọn tính toán so đo đó quý vị, tổn phước hết. Là tại vì tất cả những cái gì mình xài được ngày hôm nay, những cái gì mình có được là điều của người ta không,
mình đâu làm gì đâu. Kể cả ngoài đời, kể cả ông chùa, mình đâu làm gì cho ai đâu. Như vậy thì mình ăn của ai, mình mặc của ai, mình xài của ai, tất cả đó vô tình mình làm cho mình bị tổn phước, mất phước à, mà mình không hay. Cho nên càng nhỏ, càng mới tu người đời hoặc là người tu hãy càng lao động chấp tác phục vụ cho mọi người bằng với tâm hoan hỷ à, để làm chi? Để cho chúng ta dành dụm cái phước báo trước, rồi sau này chúng ta xài cái phước báo đó đó à, để về già chúng ta tu, ta xài đó. Về già mình tu cái người ta hậu thất cho mình à, người ta cúng dường, người ta cho, người ta tặng, bạn bè người ta cho à, dần dần thì mình xài của người ta là trước đó mình đã làm ra rồi. Bây giờ mình xài lại cái đó thì nó à, nó không có sao. Cho nên á, cái phước báo á, nó tự nhiên nó đến khi chúng ta tự nhiên mà gieo. Ví dụ như mình tự nhiên mà gieo thì tự nhiên nó sẽ đến. Tất cả cái mình gieo một cách tự nhiên thì phước báo tự nhiên nó sẽ đến ở trong tương lai đối với mình, không có chạy đường nào khác hết. Nào quý vị cứ gieo đi à, thầy để ý rất là nhiều đó. Có những người á quý vị, người ta miệt mài người ta gieo mà, chứ người ta không có gọi là tính toán so đo gì với bất kỳ ai hết trơn á. Ta miệt mài người ta gieo, quý vị cứ á, trồng đồ đi mình thấy mới biết. Hồi nhỏ thầy lao động thầy trồng đồ, mình mài miệt mình trồng rồi mình chăm sóc, tự nhiên một ngày á, cái cây nó lên, nó lớn dần theo năm tháng mình chăm sóc, từ từ tự ra một cái vườn rất là sum xê. Hồi nhỏ nhà thầy á, trồng mía nè, trồng đậu nè, trồng khoai nè, khoai mì nè, khoai lang nè à, quá trời luôn à, tức là mình trồng theo hàng lối. Bắt đầu mình ra mình làm cỏ, mình bón phân, mình chăm sóc nó hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày. Tới một ngày nào đó đó, nó tự nhiên nó vượt lên. Rồi đó là cả nguyên một cái cánh đồng mà mía xanh xanh rờn. Rồi à, cánh đồng khoai đầy hết. Rồi nào tới chừng mà mình thu hoạch đó, đào là củ quá trời. Mía mình chặt vô là đi xe luôn. À, như vậy tất cả những cái gì mà mình gieo một cách tự nhiên thì quả nó sẽ đến tự nhiên đấy mình. Nên những cái điềm lành, những cái điều lành, những cái điều tốt đẹp, những cái gì mà phục vụ cho nhân sinh, những cái gì phục vụ mọi người, kể cả cái sự tu tập của mình, mình gieo thì cái kết quả nó vẫn tốt trên sự tu tập nữa. Nên cái gì phải bỏ công, cái gì cũng phải bỏ công, bỏ hao tâm tổn trí, bỏ lực ra, bỏ công ra thì cái đó nó mới kết quả. Đây là đạo lý ở đời. Không bao giờ á, mà có cái pháp tu nào mà tự nhiên người ta nói một câu mình đắc đạo chứ. Bây giờ người ta khoái đó lắm. Lợi á, ta khai tâm mở trí, vừa khai cái đắc liền, vừa khai đắc liền, không có. Nào quý vị, ít ra ông cũng đã nỗ lực tu hành nhiều đời nhiều kiếp trước rồi, đây là kiếp chót, cho nên đầy đủ trí tuệ, người ta khai một câu là giống như giọt nước làm tràn ly thôi, chứ không bao giờ có cái mình chưa bao giờ có kiếp nào tu mà ai nói mà mình hiểu cái mình thành Phật liền không có đâu, hay là thành thánh liền không có cái đó đâu. Phải miệt mài sớm chiều rồi ăn tương ăn chao xanh chành tái lét rồi tu tập kìa, rồi ngày này qua ngày nọ kìa, làm chai tay chai chân kìa, rồi ngồi thiền á là chai mông kìa à, rồi á đọc kinh á là cận thị luôn kìa, chứ đâu phải chuyện chơi đâu à, rồi á là quét chùa mà cái tí khum lưng tôm luôn kìa, chứ không phải vậy, lại chai hai cái đầu gối nổi cục kìa, chứ đâu phải là bình thường. Thì tất cả cái đó đi, một ngày nào đó quý vị cứ ngồi thiền năm bảy năm, từ một ngày mình sáng ra niệm phật đi, một ngày nào đó chúng ta sẽ dẹp loạn hết tất cả những tâm phiền não. À, làm phước đi, một ngày nào chỗ ra chúng ta sẽ được bình yên. À, cái gì? Từ cái gì á, chúng ta làm ắt nó sẽ tới, không bao giờ mà nó không tới chứ. À, cho nên á, mình cứ nghĩ á, là có những người á, là làm à, phước quá trời mà sao nạn tái đến hoài. Nên người làm phước đôi khi mắc nạn, kẻ hung tàn lắm lúc giàu sang. À, dân dân, tại vì kiếp trước á, người ta có phước người ta mang à, kiếp này người ta hưởng thế gian thiếu gì à, chứ đâu có mà tự nhiên á, là nó đến đâu à, bây giờ mình khoái cái thiết tự nhiên, thiết ngẫu nhiên, khoái cái thiết thần lực quá à. Ai đặt tay đạo đắc đạo có thấy tới rồi, rồi giờ ngẫu nhiên cái đắc đạo à, không bỏ công ra tu cái đắc, không bỏ cái công sức ra cúng dường bố thí được giàu sang phú quý à, đâu có.
không cúng dường bố thí, không có giàu sang phú quý, đó là hữu lý. Chứ người nào muốn giàu sang phú quý mà không bỏ công không theo đạo lý thì cái đó là phi lý, đại loạn gì không bao giờ có. Cho nên mình thích không tu đắc, không làm mà được, không bỏ vốn mà làm giàu ở trên mạng á. Kinh doanh không cần vốn, bảo đảm trong vòng 1 năm thành tỷ phú. Kinh doanh không bỏ vốn, bảo đảm 1 năm làm tỷ phú thôi. Ông làm luôn đi, ông đi quảng cáo, ông dạy làm chi. Ông là dạy cách kinh doanh không cần bỏ vốn, 1 năm làm tỷ phú. Dạy cách kinh doanh bất động sản, trong vòng 3 tháng có thể trở thành một cái nhà bất động sản nổi tiếng. Đất trời, cái đó làm gì? Người ta dụ mình học để đóng tiền đó. Học khóa 10 triệu học 3 ngày, học 3 ngày 10 triệu cấp cho cái chứng chỉ, cái license. Đã học xong lớp kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp, họ không có tiền không? Ông đầu tư bất động sản, ông phải có tiền, ông mua đất, ông đầu tư như thế nào? Sợ cái sổ hồng với sổ đỏ còn không biết nữa kìa. Rồi cái sổ là đứng tên cá nhân hay đứng tên hộ còn không biết nữa kìa. Rồi khu đất nào có tranh chấp không biết nữa kìa. Cái nào dự án treo là cái gì có biết không? Rồi dự án giải tỏa có biết không? Rồi là đất này đang tranh chấp này có biết không? Hay là đất này đất nông nghiệp, đất này là bán nông nghiệp, đất này đất công nghiệp, đất này đất tôn giáo, có biết hết mấy cái đó chưa? Mà đòi kinh doanh bất động sản đó, chưa biết được khái niệm đó nữa kìa. Khái niệm là đất dự trữ nông nghiệp là đất gì biết không? Mua vô đó rồi đem cất nhà lên. Rồi đất rừng phòng hộ, có biết đất nào đất rừng phòng hộ không? Đó, dần dần mà ta bán hết á. Mấy đó ta bán hết á, giỡn nó mua. Nó mua vô. Rồi sao bán ra? Nhầm khi á là bán nhà bán cửa luôn á. Chứ đừng có nói mà học 3 ngày đóng 10 triệu là cái license á, là đã học xong lớp á, kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp. Có ông Phật tử kìa, ông đem vô ông khoe cái bằng kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp, học 3 ngày 10 triệu đóng 10 triệu. Thế đó ông hỏi đó, tào lao. Bất động sản chuyên nghiệp chết lên chết xuống chứ đừng có nói. Hỏi ông sổ hồng với sổ đỏ là sao biết không? Ông là không mà học xong chuyên nghiệp mà không biết sổ hồng với sổ đỏ. Ông là sổ hồng nó màu hồng, sổ đỏ màu đỏ, đúng rồi, sổ hồng nó màu hồng, sổ đỏ nó màu đỏ. Mà tôi nói sổ hồng với sổ đỏ là sao, nó khác biệt nhau sao? Dân dân đất dự trữ nông nghiệp với đất nông nghiệp nó khác nhau sao? Rừng nguyên sinh với quần rừng phòng hộ nó khác nhau sao? Hiểu không? Rồi đất tranh chấp, đất không tranh chấp khác nhau sao? Đất quy hoạch tôn giáo, đất không quy hoạch tôn giáo làm sao? Rồi đất quy hoạch khu dân cư, đất không quy hoạch khu dân cư, dự án treo là sao? Không biết gì chừng nhảy vô kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp học 3 ngày hỏi 8 câu không trả lời đường câu. Vậy mà đem cái bằng cấp xuống chùa khoe nữa, học chuyên nghiệp kinh doanh bất động sản. Nghe nói tào lao 3 tháng trở thành người kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp. Cho nên ở trên đời này không có cái gì mà dễ dàng học 3 ngày mà trở nên chuyên nghiệp chứ. Ông phải học rất nhiều và kinh nghiệm học lên rất nhiều, ông mới am hiểu về lĩnh vực đó. Chứ không phải là chỉ có 3 ngày như vậy đâu. Giống như cô kia rủ nhau đi học nhân điện. Nè, học 2 ngày đóng 10 triệu, 2 ngày đóng 10 triệu, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, 2 ngày đóng 10 triệu. Đóng 10 triệu mà không có thầy nào dạy bằng TV, dạy qua Zoom á. Ở đâu bên Hồng Kông á, dạy qua anh đây phóng năng lượng, ngồi bên Hồng Kông phóng năng lượng điện câu qua tới Việt Nam, rồi Việt Nam phóng năng lượng điện câu qua Mỹ trị bệnh ở Mỹ. Cái này con bận lắm thầy ơi, 8 giờ tới 10 giờ con phải trị bệnh cho người ta. Ý là ủa sao 8 giờ tới 10 giờ đêm mà trị bệnh cho người ta? Con ngồi tại phòng con phóng qua ở bên Cali con trị cho chú đó bị ung thư. Mô Phật. Ngồi trong phòng mà phóng năng lượng điện qua bên tới bên Mỹ bên trị ung thư cho người ta bệnh á. Học nhân điện á, cái gì đâu có cái kiểu đó, ta trị bệnh đâu chịu kiểu cái kiểu đó. Cái đó là chúng ta mập mờ khái niệm, làm cho mình mập mờ khái niệm. Là trường sinh học thì tất cả vũ trụ ở đâu cũng có, chỉ chúng ta phóng tâm tới đó là được rồi.
nên ngồi ở đây mà chị cho ở bển chỉ cần ghi địa chỉ thôi, địa chỉ số nhà giống hệt như satellite vệ tinh nhân tạo rồi rồi đó là GPS nè, bắt lên cái là lấy cái lần điện phóng qua tới bên Mỹ là Santa Ana, số nhà mấy ở quận Cam ha, Orange County, phóng tới đó liền, bên đó là rồi phóng bên qua San Jose California, phóng San Jose rồi phóng xuống Sacramento, rồi ở một lượt có thể là phóng được 10 nơi, phóng điện 10 nơi đó là để trị bệnh, là mình phóng mình trị cho người ta coi chừng hết điện rồi nghe, mai mốt mà mình hết điện có mình vô bệnh viện nằm mà, thấy không, lúc đó hết ai phóng à, thấy không, thôi ba cái vụ đó đừng có ảo tưởng. Nói gì trường sinh học gì đây mà ngồi ở đây mà trị bệnh bên Mỹ, mấy người mà chịu ngồi trị bệnh đó thấy cũng rảnh thiệt à. Nói gì, gì đâu không biết gì chân chưa, nói thiệt cái người trị bệnh cho mình còn chưa biết Mỹ ở đâu nữa kìa. Thầy hỏi cổ có đi Mỹ lần nào chưa, nó chưa, chưa mà phóng điện tới Mỹ coi chừng điện nó lạc qua châu Phi sao. Mình chưa có đi Mỹ mà giùm phóng điện qua Mỹ coi chừng nó lên tới cái ranh giới của Mỹ, hải quan không cho điện nó vô, nó lệch qua tới châu Phi bển sao. Thôi nên chưa biết đất Mỹ là ở đâu nữa mà phóng điện xác định gọi là GPS qua satellite vệ tinh nhân tạo bay dèo dèo trên vũ trụ cho nó thôi, cái vụ này đó là thôi đi. Cho nên đó quý vị, đừng có bao giờ mà chúng ta là nghĩ rằng có ai đó hay làm gì cho mình, là đừng có bao giờ mà mình nghĩ rằng là thế giới này là ngẫu nhiên, tất cả tội phước quyết định đều do cuộc đời của mình hết, mình phải mài miệt đi, tại vì tất cả những cái làm đó nó không kết quả liền đâu, mà nó phải có quá trình, tất cả đều phải có quá trình mài miệt nên á phải cần cù, phải mài miệt hơn thua nhau là một cái chỗ kiên nhẫn, làm gì cũng vậy chứ, kiên nhẫn là then chốt, không có kiên nhẫn sẽ bỏ nửa chừng, bỏ giữa đường, thấy khó quá chùng bước, thấy gian nan quá là quay lại, thấy bế tắc quá thì bỏ cuộc. Cho nên người đó không có kiên nhẫn. Ai có kiên nhẫn đi, rồi chúng ta sẽ thấy sự đền đáp tất cả những cái gì mình làm, nó bay vào trong vũ trụ, nó không mất vào đâu hết, một ngày nào đó nó sẽ trổ thành quả. Hãy mài miệt đi, chúng ta làm. Cái cuối cùng á quý vị, muốn có sự thảnh thơi á, không có gì mà ngoài tu tập hết á, tin đi. Mình muốn cái sự thảnh thơi phải không, nó chỉ có tu tập mới mang tới thôi. Không có tu tập là không thể nào có sự thảnh thơi đối với mình cả. Mình tính đâu là mình thảnh thơi là do hoàn cảnh tự nhiên mình có tiền, thảnh thơi tự nhiên mình có cái nhà to, thảnh thơi là mình uống gì có nấy, vân vân. Không, thảnh thơi nó nằm chỗ tu tập. Tại vì không thảnh thơi á là do các cái tâm ác nó chi phối mình, mình không được thánh thơi. Do cái nghiệp ác nó trổ quả, mình không được thánh thơi. Tâm ác chi phối không được thánh thơi, nghiệp ác nó trổ mình không được thánh thơi. Rồi cái thứ ba nữa là cái sự báo oán của quan gia trái chủ, mình sẽ không được thánh thơi. Nhớ là tâm ác nó chi phối mình không được thảnh thơi, nghiệp ác chi phối mình không được thảnh thơi, và quan gia trái chủ chi phối mình sẽ không được thảnh thơi, nó quậy không thảnh thơi gì nổi. Nên tâm ác của mình nó chi phối. Cái người nào mà chứa tâm ác nhiều chừng nào á thì mình không bao giờ được thảnh thơi. Tại vì cái tâm ác á, nó có một cái trách nhiệm, nó làm cho mình căng thẳng, nó làm cho mình lo lắng, nó làm cho mình sợ hãi, nó làm cho mình sầu thương oán giận, nó làm cho mình luôn luôn lúc nào là cũng suy nghĩ, nó làm cho mình luôn luôn lúc nào cũng rối trí, nó làm luôn luôn lúc nào mình cũng khổ đau. Đó là những tâm ác. Nên những cái tâm ác nó khống chế lấy mình, nên mình tu tập mình phải bày trừ những tâm ác ra. Những tâm ác là tâm gì? Tham sân si mạn nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại, để cho nhà Phật dạy ba tâm lớn nhất, ba tâm tham sân si là tâm ác. Những cái gì vừa ý vừa lòng sanh ra tâm tham muốn có, những gì nghịch ý nghịch lòng muốn đẩy nó ra. Còn si mê là không có biết đạo lý, không biết Phật pháp nên sai lầm, thì đó gọi là si mê. Những cái tâm này tâm ác nhất. Còn tâm ác nhì, tắc ác hai, ác ba, ác tư, ác năm, nếu chứa một loại tâm ác nào ở trong tâm thì làm cho chúng ta không bao giờ được thanh thản.
Nên người nào hiểu được đạo lý này á, mỗi khi tâm ác khởi lên, người ta đánh tan cho bằng được bằng nhiều phương pháp khác nhau. Ví dụ như thiền chi vọng, biết vọng không theo, bỏ nó ra. Niệm Phật, chánh định, đánh tiêu tan những phiền não bằng câu niệm Phật. Hay là dùng những cái mantra, tức là câu thần chú trì để tiêu diệt tâm đó đi. Người ta khởi lên cái tâm là không chứa bất kỳ tâm ác nào trong tâm. Nó không phải là mình, nó không phải của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Tất cả những tâm ác ở trong tâm mình, nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Đừng bao giờ chứa nó ở trong lòng. Chứa nó chỉ gây đau khổ cho mình và đau khổ những người thân của mình và đau khổ người xung quanh mà thôi. Nếu chúng ta có tham thì làm đau khổ cho mình, đau khổ người thân mình, đau khổ người xung quanh. Nếu chúng ta có giận hờn sân si thì làm đau khổ cho mình, đau khổ người xung quanh mình, đau khổ người thân của mình mà thôi, không có gì khác cả. Nếu mà chúng ta chứa tâm ác thì chỉ có làm đau khổ cho mình và sự căng thẳng mệt nhọc thôi, chứ không bao giờ được thảnh thơi ở trong tâm ác đó cả. Cho nên á, những cái phiền não ác dứt phát là phải tiêu diệt nó đi. Không tiêu diệt nó đi á, là chúng ta cũng phải đè nén nó đi. Không đè nó đi cũng phải hóa giải nó cho bằng được, để nó không có hiện diện ở trong chính tâm của mình. Nên mỗi khi á, nổi lên tâm phiền não, Ngài A Chanh Cha dạy đó: người nào làm cho ta phiền não, đừng có cố gắng nhìn cái người làm cho ta phiền não, để ý người làm ta phiền não, mà hãy nhìn lại chính tâm phiền não của mình mà hóa giải nó đi, thì người đó mới gọi là bậc đại trí. Nhưng mà bình thường hay ai làm mình phiền não, mình ghìm người ta dữ lắm, mình lơm người ta dữ lắm, mình chua người ta dữ lắm, mình cay người ta dữ lắm. Đó không phải là bậc đại trí. Bậc đại trí mỗi khi người ta làm cho mình phiền não á, mình đừng có để ý cái người nào làm cho mình phiền não hết, kệ nó đi, mà hãy để ý tâm phiền não của mình. Cái người làm cho mình phiền não mình không có đọ, mà chính tâm phiền não mới làm cho mình đọ. Cái người làm cho mình phiền não là họ không phải làm cho mình được thảnh thơi, mà chính cái tâm phiền não của mình mới làm cho không làm cho mình được thảnh thơi. Cho nên á, còn nô lệ bởi tâm thì chúng ta còn phiền não. Còn phiền não thì chúng ta còn đau khổ. Còn đau khổ chúng ta không bao giờ được thảnh thơi chứ. Cho nên á, người ta tiêu diệt tất cả tâm để tâm được tĩnh lặng, tâm được bình an, tâm được nhẹ nhàng, tâm được thanh thản. Nổi lên tâm gì á, người ta cũng buông bỏ bớt cái gì? Buông bỏ bớt những tâm phiền não ác, giận hờn, ghét ghen, sân si, hơn thua, ganh tị đó, buông bỏ nó đi. Đó là chính cái tâm ác nó làm cho chúng ta không được thảnh thơi. Cái thứ hai, nghiệp ác nó làm ta không được thảnh thơi. Cái nghiệp ác là cái gì? Là quả báo ác á, nó làm ta không được thảnh thơi. Vì đâu mà gặp lụi hụi, gặp này lụi hụi, gặp kia, quả báo bệnh, ốm đau bệnh tật, mất việc, bị người ta vu oan, bị người ta giật hụi, bị người ta giật nợ, bị người ta lừa dối, lừa tình lừa tiền, bị người ta gạt, bị người ta vu khống, bị người ta ăn hiếp, dần dần tất cả đó là nghiệp ác đến với mình á, nó làm ta không được thảnh thơi. Cho nên á, hãy tránh xa những cái điều mà gây cho chúng ta bị nguy hiểm. Hãy tránh xa những người mà gây chúng ta bị nguy hiểm, đó là những người ác. Chúng ta tránh xa, nên hãy tập sống một mình. Tập thôi chứ không phải là khuyên mình sống một mình, không phải là khuyên mình làm FA. Sống mình đây có nghĩa là chúng ta tập bớt cái sự tương tác với cuộc đời đi. Lâu lâu ngày cũng được, ngày chủ nhật cũng được, đóng cửa lại, chỉ có mình với mình thôi. Ta với người tí hai mà một, ta với người tí một mà hai, là mình đối với mình thôi. Mình với tâm mình, mình với thân mình. Ngồi đó mình tĩnh lặng, mình suy nghĩ về những quá khứ, những hiện tại, trong tương lai. Mình suy nghĩ việc mình làm đã qua, gì sai, gì đúng. Mình suy nghĩ về Phật Pháp, mình tư duy về Phật Pháp. Mình ngồi thử lặng lặng ngày, có nó nhẹ lắm. Đi ra ngoài nhiều á, phiền não nhiều, gặp gỡ nhiều, phiền não nhiều, ngồi lặng lặng nào á thì tốt đẹp nhiều đó. Và cái thứ ba cũng là cuối cùng làm ta không được thảnh thơi, đó là quan gia trái chủ. Nghĩa là làm khổ cho người ta, những đời trước, kiếp trước, bây giờ người ta làm khổ lên mình.
ta đeo thêm thái báo quán hoài, nên cái người mà chửi mình, cái người mà nói xấu mình, cái người mà hại mình, cái người mà ghét mình, cái người mà làm khổ mình đó, đó là quan gia trái chủ của mình trong nhiều đời nhiều kiếp mà mình đã từng làm cho họ khổ đau. Nên ngày nay á, xin lỗi người ta đi, khởi lòng thương yêu tha thiết đối với người ta đi, giúp đỡ người ta đi, rồi tương tác với người ta đi, nên có một sự cảm thông. Từ sự cảm thông đó người ta tha cho mình à, lần lần. Nên khi mà mình hiểu được người ta hiểu được mình, từ đó sự cảm thông. Nên hãy chân thành với mọi người sẽ hóa giải được oan gia trái chủ à. Chân thành mọi người thì sống ai cũng được chứ á, đừng có mà mình người này tốt người kia xấu, ai mình cũng tốt, kệ đi, ai mình cũng tốt, sống trên đời ai mình cũng tốt. Ai mà căng quá thì là mình né né, ai cũng tốt à, vậy là được. Nên tránh oan gia trái chủ bằng cách ta hồi hướng phước báo công đức mình làm được cho oan gia trái chủ, rồi mình sám hối, rồi chúng ta sẽ tha thứ khoan dung độ lượng cho hết, và chúng ta hãy sống chân thành giúp đỡ người khác, thì tất cả những cái oan gia trái chủ, những cái thù hận trong kiếp trước nó vơi dần theo năm tháng người khác à, thì mình sẽ được thảnh thơi. Còn ít phút thầy sẽ trả lời cho quý vị câu hỏi nha. Xin thầy cho con hỏi, khi mình biết trước được một sự việc sẽ xảy ra và nó cũng xảy ra như mình nghĩ trong khoảng thời gian gần, thì có phải căn lành không thưa thầy? Xin thầy vấn đáp cho con hiểu rõ hơn. Mình biết trước một cái việc xảy ra, có phải là việc nào mình cũng biết trước hay không? Hay là có việc biết việc không? Ở đây nó có nhiều vấn đề lắm. Ví dụ như cái người nào tu tập tốt á, thì có trực giác tâm linh. Hoặc là kiếp trước mình tu rất là nhiều, bây giờ mình sanh ra có trực giác tâm linh. Trực giác tâm linh có thể là người ta biết trước một số chuyện sắp xảy ra, và nó xảy ra theo cái sự suy nghĩ của mình. Cái đó gọi là trực giác tâm linh. Cái thứ hai nữa, người ta biết tư duy logic. Những cái tư duy logic đó ở trong não mình tính toán, mà nhầm khi á, là mình cũng nghĩ là mình không có suy nghĩ, chứ thực sự ra não mình đã tính toán là tư duy logic á. Thấy thằng này đánh bài nó cầm nhà cầm cửa thì tương lai nó sẽ bán sạch đất cho mày coi. Rõ ràng tương lai bán sạch đất đó là mình logic chứ không phải là mình là tiên tri. À, khi chúng ta có trực giác tâm linh với tiên tri nó khác nhau. Tiên tri là người ta biết trước những gì đang xảy ra, có thể biết trước nhiều thế kỷ, có thể biết trước nhiều thiên niên kỷ. Có những người tiên tri 1000 năm sau, 2000 năm sau, như ông Trạng Trình, như là Khổng Minh, Gia Cát Lạng, Lượng. Lượng với Lạng giống nhau, một Lạng bằng Lượng, cho nên mình có thể là Gia Cát Lượng hoặc là Gia Cát Lạng đều được hết, nó Lạng với Lượng bằng nhau. Cho nên nói về Gia Cát Lượng, có cô kia nè, quy y cũng là thầy đặt tên pháp danh con Gia Cát Chỉ được không thầy? Là ủa, là ở đây là ta đặt nam là Chí Nữ Huệ, sao mà đặt Gia Cát Chỉ? Là con mê Khổng Minh quá thầy ơi, nên Khổng Minh là Gia Cát Lượng, còn con Gia Cát Chỉ 10 chỉ được lượng, vì con cầu là bằng 10 Khổng Minh thôi, tức là con là Gia Cát Chỉ. Trời ơi, bởi vì mình tính đâu Gia Cát Chỉ là thiền chỉ, thiền dừng lại vọng tâm rồi á, mình nghe còn có lý, còn là Gia Cát chỉ á, 10 chỉ lượng, nên Gia Cát Lượng giỏi quá, chỉ cần Gia Cát Chỉ là bằng 1/10 Gia Cát Lượng thôi là được rồi. Nam mô Phật. Thôi Gia Cát Chỉ thì Gia Cát Chỉ, Huệ Gia Cát Chỉ. Đặt cái tên lên mặt thờ nguyện à, con tên họ là pháp danh Huệ Gia Cát Chỉ à, vậy Gia Cát Chỉ mà 10 lần thì thành Gia Cát Lượng Khổng Minh. Người ta là ngưỡng vọng tán thán Đức Phật, không tán thán, tán thán Gia Cát Lạng. Nên nếu mà mình tiên tri biết trước tất cả điều á, là bằng thần lực của mình á, thì đó là giỏi, đó là đắc cái gì rồi đó. Cái thứ hai nữa là trực giác tâm linh, có nghĩa là mình tu, mình có trực giác này có trực giác kia mà nó y vậy, mà không phải hết nha, có cái đúng cái sai mà phần nhiều là đúng. Còn cái thứ ba nữa, tư duy logic, có nghĩa là cái gì đó nó làm đó nó xảy ra vậy. Cá độ đá banh, riết đánh bài, riết thì phải bán nhà bán cửa nợ nần, đó là điều đương nhiên.
Tức là người ta suy đoán theo logic đó, sự đời nó hay xảy ra như vậy. Ông nhậu điếc rồi á thì ông này ung thư gan thấy chắc. Ông nhậu toàn là cồn không à, ung thư gan cái chắc, hoặc là lét bao tử là thấy chắc. Qua bữa sau ông nghe ông đai lét bao tử. Thầy bữa trước nào ông dưới quê thầy nữa. Ông nhậu tối ngày cầm bọc rượu mà không có ăn gì, chứ cầm bọc rượu uống uống 3 giờ sáng uống tới chiều. Là uống cái này bao tử nào chịu nổi, thế nào cũng lét bao tử, đứt bao tử. Mình nói chơi vậy thôi. Qua đâu mấy tháng sau không gặp ổng, hỏi đâu là ổng chết rồi. Hỏi sao? Ổng bị xuất huyết bao tử, chở bệnh viện không kịp, do nhậu rượu vô nó đứt cái mạch máu bao tử. Cho hưởng người ta là trời thầy hay dễ sợ luôn, hay cái gì? Cái đó tư duy logic thôi, hay cái gì đâu. Nhậu kiểu đó bao tử nào chịu nổi, thịt mình mà đổ rượu vô trên thịt mình mà sao chịu nổi, nó cũng bị bung chứ. Xe nó cũng phải công dành là bung niền chứ, bể bánh lũng bách xi chứ có đâu. Cho nên nó không phải là hay gì. Cho nên bây giờ á, mình có thể biết trước cái khác, có thể là tư duy logic thôi à, chứ còn trực giác tâm linh cũng có thể có, nếu mà tu bữa nào khá chút ha, tu mà không có chữ lộn rồi đó, tu mà không có tham giận hờn đó thì có thể trực giác tâm linh một chút. Còn mà mình biết trước tiên tri à, biết trước nhiều vấn đề đang xảy ra thì cái đó là có một chút thần lực à, thì cái đó là nó ngoài tầm kiểm soát của mình này. Còn căn lành ở trong kiếp trước bây giờ nó trổ ra à, thì cũng có, tức là mình tu tập đó, nó trổ quả nên nhằm khi có những thần đồng, nhằm khi có những nhà ngoại cảm, nhằm khi đó là cũng là căn lành kiếp trước tu một cái duyên gì đó, một cái nhân gì đó, ngày hôm nay nó trổ ra mình sẽ được một số khả năng, nhưng mà không phải mãi mãi. Xài hết khả năng đó một thời gian rồi nó cũng hết, chứ khả năng đó không phải là mãi mãi. Nên tất cả đó cũng đều do nhân quả mà ra đó, chứ không phải là tự nhiên không. Còn mà nhầm khi tưởng tượng đó là thôi, có nhiều người tưởng tượng mà nhầm khi nó hên đó, đi chốc hà, mà lâu lâu mới được một lần à, gọi là chó ngáp phải ruồi á, lâu lâu một lần vậy thôi, chứ không phải lần nào cũng dính. À, cho tiếp câu 2 em. À, câu 2 á, thầy cho con hỏi công dụng liều dùng cách sử dụng của cây xà đen. Đang giảng pháp mà xà đen à, nhưng mà tôi đương nhiên là cây xà đen á, thì là để trị ung thư, nhưng mà phải kết hợp, nó có thể kháng tế bào ung thư à, và có thể dùng để kháng sinh. Cây xà đen á, thường hay áp dụng vào trong thang thuốc mà trị bệnh u mục nang, rồi ung thư, rồi bú lành đó, người ta cũng có thể trị được. Liều dùng á, thì nếu mà kết hợp với các cái phương thuốc khác thì nó khoảng chừng 8-12 gram. Còn nếu mà dùng xà đen không á, thì nó 15-20 gram. Vậy dân tùy à, rồi tùy vào cái số lượng ký nữa. Ký mình cân nặng á, dụ người cân nặng 50 ký khác, 100 ký khác, người cân nặng 150 ký khác, thì cái liều dùng nó sẽ tăng lên. À, những cái em nhỏ nít á, là liều dùng khác. À, do đó cái này á, là quý vị sẽ nghiên cứu thêm. Bữa nay giảng pháp chứ không phải là chỉ bệnh, nên thôi bỏ cái vụ xà đen nó qua đi. À, thầy hãy từ bi giảng cho chúng con về kinh Di Ma Cật. Di Ma Cật ngài là một vị cư sĩ mà chắc ngài đắc đạo cao lắm, nên ngài thường hay vấn các vị A La Hán. Ngài Di Ma Cật á, chất vấn các vị A La Hán. Cái cốc của ngài Di Ma Cật nhỏ xíu à, mà ngài mời 500 người vào trong cái cốc thuyết pháp. Mà người ta nói trời ơi, 500 người vào trong cái cốc này thuyết pháp rồi chỗ đâu ngồi. Ngài là cứ vô đi, mà thiệt vô cái cốc ngài á, có mấy mét vuông à, mà 500 người vô giống hệt như sân vận động vậy đó. Vô chỗ ngồi đủ hết, nhiều người vô cũng đủ chứ á. À, ngài giảng pháp. Nên bữa đó có người hỏi ngài là chân tâm Phật tánh là gì. Đang giảng người ta hỏi chân tâm Phật tánh là gì, tự nhiên ngài đóng cửa thất, ngài đi vô ngủ luôn, không nói lời nào. Cái qua không sao, ta hỏi tại sao mà bữa đó ta hỏi chân tâm Phật tánh mà ngài đóng cửa, là tôi giải thích rồi. Vậy chân tâm Phật tánh là gì, là không có lời nào chân đó. Đã là chân rồi, tất cả những lời nói mình ra đều là không phải chân, lời nói là giả định của tục đế. Nên gọi là chân tâm là Phật tánh.
là không hình không tướng, không âm thanh, không quy ước. Cho nên nó hỏi tới đó cái là đóng cửa thất lại nghỉ giảng. Tại đâu có lời nào đâu giảng. Đó chân tâm Phật tánh, nên ta trả lời rồi đó. Nên nó ngài có những cái tư duy cao siêu. À, ngài có những cái thần lực phi phàm. Đó là một vị cư sĩ đắc đạo, đó là ngài Di Ma Cật. Là người cư sĩ chứ không phải là tu sĩ. Nên những cái câu vấn đáp hay gì gì đó thì người ta mới ghi chép lại thành kinh, gọi là kinh Di Ma Cật. Nếu mà quý vị muốn tìm hiểu thì khi nào đó thì thầy sẽ trích một cái số đại ý ở trong kinh Di Ma Cật, sẽ chia sẻ cho quý vị, thuộc về tư tưởng của Đại Thừa Phật Giáo, kinh Di Ma Cật. Quý vị có hỏi câu hỏi gì đó thì cứ gửi lên ở trên Messenger đi, rồi mấy chú mấy thầy sẽ tổng hợp lại, lần sau chúng ta sẽ trả lời. Cứ gửi lên hoặc là liên hệ sau đó, đại loại có những câu hỏi gì đó thắc mắc, còn không có là thôi, bữa sau thì chúng ta học tiếp. Xin rất là cảm ơn quý vị Phật tử. Và cũng thông báo cho quý vị luôn là về cái việc mà làm thuốc, bữa nay cũng có số người bị nhưng mà ít hơn rồi. Là cái việc mà bán thuốc một liệu trình bảo đảm hết 100%, tiểu đường chỉ 3 ngày hết, mở máu chỉ 5 ngày thôi thôi. Cái đó người ta giả danh thầy đó, thầy chỉ người ta cách dùng thuốc nam thôi. Vậy mà mở trang Facebook để chùa Pháp Tạng bán thuốc đồ, dần dần có nhiều người là thầy phải xử lý làm sao chứ, thôi là mất uy tín chùa mình. Thầy ở trên mạng xử lý VTB1 còn giả nữa kìa, tức giả làm VTB1 á chứ không phải ấy. Tại vì gắn cái logo lên, tại dựng phim nó gắn lên cái là dính, ta tính là VTB1 nữa kìa. Chứ đừng có nói mày mấy thầy. Cho nên thầy chỉ nói là chùa mình không có bán thuốc qua trên mạng hay là trên Facebook gì chứ, người ta giả không đó. Mình có phòng thuốc nam thôi, bà con nào có tới thuốc nam thì hốt thôi. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã chia sẻ cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng. Chúng ta đang làm mà sắp bàn giao, thứ tư này chúng ta cũng phải bàn giao nhà. Vì rồi chúng ta cũng bàn giao được mấy cây cầu, bàn giao được Tết giờ cũng được 2 mấy căn nhà. Rồi đang xây dựng cũng 20-30 căn. Rồi đang xây dựng cũng 3-4-5 con cầu đường. Rồi vừa rồi chúng ta cũng đi Đức Huệ, tặng xe đạp, phát quà cho học sinh, và có tịnh tài là tiền mặt đó cho học sinh dùng biên giới, cho bà con khó khăn. Và nói chung sắp tới thì chúng ta sẽ hỗ trợ gạo cho bà con Khmer ở Cà Mau với bà con khu vực biên giới của Đức Huệ, Long An. Nói chung về xây dựng nhà tình thương ở khu vực Cần Giờ, đang triển khai vào buổi chiều nay, chúng ta triển khai Cần Giờ và còn khó khăn. Chùa mình đang xây dựng nên các cái khóa tu tập trung tạm dừng, chúng ta chỉ là các cái khóa tu hoặc là giảng pháp ở trên Zoom online thôi. Khi nào mà chúng ta làm xong giảng đường chắc cũng cỡ 1 tháng làm xong giảng đường thì chúng ta sẽ có những khóa tu lại. Còn các cái hạng mục mà làm lâu hơn thì vẫn làm, để chúng ta tu thì vẫn tu, mà khi giảng đường chúng ta xong thì chúc quý vị có một đêm an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Xin mời quý vị tòa hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khâm tân cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.